Sắp hàng nhà lục địa xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp phục vụ các bác một cái model iRobot Roomba hàng của Mỹ. Đây là một cái model mà phải nói là cao cấp trong cái phân khúc máy hút bụi tự động. Con này có mã là E5 các bác nhé. E5. Đấy, sang dòng E này không còn đầu 8 hay là đầu 9 nữa mà sang E rồi. Cái tính năng của con này thì nó sẽ trang bị thêm cái app kết nối điện thoại. Đấy, điều khiển trên điện thoại. Giá bán thì em bán là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi các bác nhé. Đi kèm một chổi sơ cua, một tường ảo và một đốc sạc điện 220V. Về tính năng thì con này có khả năng kết nối app trên điện thoại thì các bác tự mày mò thôi. Còn ở bên em bán thì thật sự em cũng không mày mò lắm đâu. Rất ít mày mò các cái công nghệ vì không có thời gian. Cho nên các bác nào mua thì các bác tự cài đặt thôi nhé. Chứ còn em cũng không biết cài đặt đâu. Đấy là nói thật là như vậy. Chứ nhiều bác thì cứ bảo là người bán thì cái gì phải biết. Đúng là kể mà biết thì cũng tốt. Nhưng mà thực sự ra nó rất là nhiều việc. Không có thời gian ngồi cài mày mò các cái tính năng. Về con này thì xem nào. Mã sản xuất năm 2019 này các bạn ơi. 2019 nhé. Chung là đời mới. E5 này. Đấy. Cơ bản trang bị thì vẫn như các máy đắt tiền rẻ tiền thôi. Đấy. Nhưng mà thêm các cái tính năng. Còn cảm biến thì vẫn là cảm biến chống rơi cầu thang. Có thể trong cái hệ điều hành lập trình nó sẽ trang bị cái gì đó. Nhưng mà em thì nói thật là không tìm hiểu lắm. Các bác nào yêu công nghệ thì các bác mày mò thêm. Tính năng hết pin, tự về sạc, test cho các bác đốc sạc. Tự chạy về đốc sạc. Nhiều khi thấy kết nối điện thoại thì cũng phức tạp, điều chỉnh này nọ. Nhiều bác thì muốn kết nối điện thoại để mình đi xa, mình có thể bấm cho nó tự chạy ở nhà. Đấy cũng là một cái hay. Nhưng mà cái robot này thì cũng nên có người ở nhà để thỉnh thoảng kiểm soát nó. Ví dụ như là nó mắc vào đâu đó. Đấy, không chạy ra được. Cũng là một cái yếu tố mình cũng nên kiểm soát. Hoặc là nhiều khi bụi bẩn bám vào hút phải cái gì đó nó kẹt. Đấy. Nếu mà các bác nào mà chạy tự động hút từ xa thì nhà nên có camera quan sát thỉnh thoảng nhìn. Con này thì em bán là 5 triệu rưỡi, bảo hành 3 tháng, giá chưa phí vận chuyển. Phụ kiện đấy, xin ảnh, các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.